Đây là cà phê nước lọc mini. Đây là cái lọ của mình nhưng mà nó bị chảy men cho nên là bị nứt đáy luôn. Chiếc bông chuối, đây là bông cà tím, sort. Nhìn như da rắn vậy đó. Còn đựng mì Ý nha. Đây là mình sẽ đựng mì Ý nha. Đựng trứng gà nha. Trứng vịt. Suối ở Đồng Nai.